Xin chào tất cả các bạn. Thì dạo gần đây trên các cái diễn đàn thì hay có các cái luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Người thì bảo là thiết kế không cần phải vẽ tay, người thì bảo là thiết kế về không cần phải vẽ máy, hay là người thì bảo là thiết kế thì nên dùng AI và người thì bảo thì không nên dùng AI, chẳng hạn như vậy. Thì mình thì cũng không có muốn tranh cãi gì nhiều hoặc là tranh luận gì nhiều về các vấn đề đó, nhưng mà mình là làm cái clip lần này để chia sẻ với các bạn một cái workflow đơn giản, hay còn gọi là một cái quy trình công việc đơn giản từ các cái bước sketch tay sang AI và sang mô hình SketchUp và kết xuất ra thành phim hoặc là thành ảnh render công trình như thế nào một cách là thuận tiện nhất. Thì sở dĩ mình chia sẻ cái câu chuyện này để làm gì? Gồm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nếu như bạn nào đang có ý định tìm hiểu về AI và sự mong muốn sử dụng AI vào trong cái công việc của cá nhân các bạn, thì các bạn cũng có thể xem đây là một cái tư liệu tham khảo. Và cái câu chuyện thứ hai đó là nếu như các bạn muốn đi tranh luận một vấn đề gì đó thì chúng ta cũng có thêm công cụ để tranh luận, tức là chúng ta cũng phải có một cái trải nghiệm thì chúng ta tranh luận nó mới chính xác được, tránh tình trạng là chúng ta tranh luận ở cái dạng là võ đoán, hay còn gọi là đoán mò, hay là tranh luận theo kiểu là lý sự cùn, đại khái như thế nha mọi người. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề ở đây, cái câu chuyện của chúng ta đó là mình đang làm một cái ví dụ minh họa là từ một cái bản phác thảo tay như thế này, thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể là có được cái sản phẩm như thế này một cách nhanh nhất. Thì mình có tóm tắt lại cái quy trình công việc, nó dựa trên 5 bước cơ bản. Bước thứ nhất thì mình sẽ tiến hành là sketch cái bản vẽ theo ý tưởng mình mong muốn, theo những cái định vị mình mong muốn. Và các bạn có thể là vẽ tay cũng được, bạn nào vẽ tay thì vẽ tay, bạn nào vẽ máy thì vẽ máy, bạn nào vẽ SketchUp thì vẽ SketchUp. Và cái bước này thực ra mà nói thì mình cũng cố tình là mình show cái bản vẽ nó không được chỉnh chu vô lắm ra để làm gì. Tại vì để chúng ta biết được là trong cái quá trình chúng ta suy nghĩ á, thì những cái ý tưởng nó sẽ đến liên tục và chúng ta sẽ xử lý liên tục, chứ không phải là cái có chúng ta sẽ không cần thiết phải quá trau chuốt về các hình phác thảo. Sau khi chúng ta có một cái bước số 1 như thế này rồi thì chúng ta sẽ qua cái bước số 2. Nên chúng ta nếu như chúng ta muốn phát triển một cái phác thảo nào đó, dù là phát triển tiếp bằng SketchUp hay là bằng Revit hay là bằng bất kỳ phần mềm gì, hay là phát triển tiếp bằng AI, thì chúng ta đều phải đi qua một cái bước gọi là lọc nét và đồng thời lấy lại những cái tỷ lệ hình khối hình dáng cho nó phù hợp. Thì đối với lại một cái sản phẩm mà chúng ta tiến hành chúng ta lọc nét thì mình đã giới thiệu khá là nhiều cái phần mềm có ở trên kênh của mình. Ví dụ cái phần mềm mình hay sử dụng nhất là cái phần mềm Sketchbook để có thể tiến hành lọc nét. Các bạn có thể lọc nét bằng Photoshop, các bạn có thể lọc nét bằng Procreate, hoặc là các bạn lọc nét bằng các cái phần mềm vẽ bất kỳ nào cũng được. Miễn làm sao cho chúng ta làm gì, trong quá trình chúng ta lọc nét ấy, thì trong cái bước số 2 chúng ta sẽ cân chỉnh lại đường nét của hình khối, chúng ta cân chỉnh lại ý tưởng, chúng ta cân chỉnh và tuyệt vời nhất đó là chúng ta cân chỉnh lại cái điểm tụ và cái góc nhìn. Nhiều bạn cũng hay là post những cái hình ảnh sơ phát của các bạn, có thể là vẽ tay, cũng có thể là vẽ máy, lên trên các cái trang nhóm hội cộng đồng về AI và có ngỏ ý là nhờ các cái anh chị em đã biết dùng AI có thể là xử lý một vài phương án lấy cảm hứng cho các bạn, gợi ý cho các bạn được hay không. Thì có một cái điểm chung là như thế này, chúng ta muốn làm bằng bất kỳ cái gì thì chúng ta cũng phải ưu tiên hàng đầu là cũng phải có một cái phác thảo nó hợp lý nhá. Mình chỉ nói là hợp lý về mặt phối cảnh, tức là cái phác thảo chúng ta nó đúng điểm tụ, cái phác thảo chúng ta nó không có bị sai lệch quá nhiều về cảm quan hình học, đại khái như thế. Thì chúng ta sẽ dùng các cái nền tảng phát triển phương án khác nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như các bạn mà đem cái hình ảnh này mà các bạn đem đi phát triển tiếp phương án dù là bằng bất kỳ phần mềm đi chăng nữa thì cũng thua nhá, như cái hình bên này là thua. Nhưng mà nếu như các bạn làm thêm một cái bước nữa nó như thế này thì chúng ta sẽ có nắm phần thắng và nhiều hơn ở trong cái việc phát triển công việc của bạn. Thì đó là cái quan điểm của mình để trao đổi với các bạn ở trong cái ví dụ lần này. Thì đó là ở cái bước số 2 và bước lọc nét. Và bước số 3 thì thực ra mà nói thì đến cái bước số 2 này rồi, chúng ta đã ổn định về cơ cấu bên trong bên ngoài để ra được một cái phối cảnh như thế này, và đồng thời chúng ta cũng rõ ràng được ý tưởng như này. Thì ở cái bước số 3 này các bạn cũng có thể có hai cái hướng đi. Hướng đi số 1 là nếu như các bạn có thể từ cái phối cảnh này các bạn dựng thẳng ra cái mô hình công trình của bạn luôn thì ok. Hoặc là cái hướng đi thứ hai mình gợi ý cho các bạn đó là chúng ta có thể tận dụng cái sự phối hợp của AI để có thể là phát triển sketch. Cái việc này thì đối với những bạn mà
cứng về, tức là đã khá là vững về màu sắc, về vật liệu, hay là các bạn có đủ thời gian để các bạn chăm chút cho công trình của bạn thì các bạn có thể tự phối dựa trên cái mô hình ý tưởng của bạn thì rất là tốt. Nhưng mà có những bạn, có những trường hợp ví dụ các bạn làm trái nghề nhưng mà các bạn cũng muốn tư vấn về hình dáng công trình, hay là cái các bạn có quá nhiều dự án dồn một lúc và các bạn cũng thực sự là cái ý tưởng của bạn nó cũng bị gọi là cạn kiệt, hay là một phần nào đó nó bị sơ cứng và các bạn muốn trải nghiệm những cái nội dung khác nhau, thì các bạn có thể là tận dụng cái sự sáng tạo của AI để các bạn có thêm một cái kênh chúng ta có thể xem thử là cái công trình chúng ta tới như thế nào. Mình nói như thế để làm gì? Để tránh tình trạng là chúng ta bị lâm vào một cái tâm lý, là cái tâm lý ở đây là cái tâm lý nó cực đoan thái quá, tức là những bạn mà chăm chút từng góc nhỏ cho công trình chẳng hạn như vậy, hay là những bạn ỷ y vào trong cái sức mạnh, hoàn toàn vào cái sức mạnh của AI, thì cả hai cái thái cực đấy thì đối với quan điểm của mình thì mình cũng không có nặng nề lắm về cái hai thái cực đấy. Cái quan điểm cuối cùng của chúng ta là dù AI nó cũng chỉ là một cái công cụ và chúng ta sử dụng cái công cụ đó mục đích làm gì? Mục đích cuối cùng là chính tay chúng ta tạo ra những cái công trình, những cái hồ sơ đến với khách hàng chúng ta nó chỉnh chu nhất có thể và nó đẹp nhất và nó hoàn thiện nhất có thể, thì đó là cái, cho nên nó chỉ là công cụ thôi các bạn. Thì bây giờ ở cái bước số 3 này thì khi chúng ta đi theo cái hướng là phát triển sketch với AI thì chúng ta sẽ sử dụng cái sketch này để dùng Stable Fusion, có thể dùng SIAD, có thể dùng Tensor để chúng ta có thể phát triển. Thì ở cái bước này ở trên cái mình đã có thông báo ở trên kênh của mình, đồng thời trên các cái trang cộng đồng của mình, đó là mình có để sẵn một số cái template dựng sẵn cho mọi người ở trên SIAD. Ví dụ như mọi người lên SIAD thì tìm cái tài khoản của mình này, tài khoản này của mình, và vào trong cái mục post sẽ thấy. Nếu như các bạn dùng Tensor thì có thể vào trong cũng tìm cái tài khoản tên này của mình, tên kênh YouTube luôn đó, và các bạn cũng vào sử dụng những cái app mình để sẵn ở đây. Thì ở đây ví dụ như trên SIAD để phát triển một cái nhà thì mọi người nhìn vào đây thì mình có để sẵn ba cái phong cách, một cái phong cách là rustic, một cái phong cách là theo phong cách hiện đại, vẽ nhà phố theo phong cách hiện đại, và một cái phong cách là theo kiểu là industry, là công nghiệp. Thì các bạn nếu như các bạn tự sáng tạo ra cái phong cách riêng của bạn theo cái yêu cầu của riêng các bạn cũng được, còn những bạn mà chưa có trải nghiệm gì nhiều thì các bạn có thể sử dụng ngay ba cái template này để các bạn, hoặc là ngay cả cái template này để các bạn có thể là tạo ra cái phương án gợi ý. Ví dụ như ở đây mình dùng cái các cái template đó mình chạy ra các cái phương án khác nhau, ví dụ như là phong cách hiện đại này, rồi mình có tạo ra cái phong cách là rustic này đó, ví dụ như thế, hoặc là cái kiểu như thế này. Rồi sau đó thì mình có thể là tạo ra những cái kiểu như thế này, đại khái như thế, thì mình tận dụng nó để mình có thể là xem thử những gợi ý về mảng miếng như thế thì xử lý bằng vật liệu như thế nào thì nó phù hợp, và bạn nào có cái kiến thức mà vững hơn về AI thì các bạn sẽ có nhiều cái tùy biến ở trong cái lúc mà các bạn phối chọn như thế này dựa trên hệ thống. Thì đó là cái bước số 3, chúng ta có thể là ngay từ chỗ này chúng ta có thể là sử dụng AI để chúng ta phát triển một cái phương án, rất nhiều phương án để chúng ta có thể là có sự lựa chọn để chúng ta tiến tới lựa chọn được một cái phương án nó ổn định nhất để chúng ta phát triển tiếp cái con đường đi của cái phương án của chúng ta. Sau khi chúng ta qua cái bước số 3 rồi, ở đây thì mình giả sử như là mình ở cái bước số 3 và mình đã quyết định là mình thử sức với, tức là mình thử cái hướng đi đối với cái phương án này. Mình quyết định là xử lý cái công trình của mình theo cái hướng phát triển phối hợp vật liệu và những cái mảng miếng như thế này. Thì mình sẽ đi vào trong cái phần mềm SketchUp đó, và mình sẽ tiến hành mình dựng hình cái công trình của mình theo cái những cái ý tưởng như này, và mình có thể là đưa nhanh chóng, rồi sau khi có hình khối rồi mình sẽ phối lại vật liệu mình đưa vào trong cái phần mềm Inkscape Render để mình tạo ra này. Thì đối với lại cái thao tác ở trên cái phần mềm SketchUp thì khi mà các bạn đã có một cái khi mà các bạn đã có một cái phối cảnh thì mình sẽ trao đổi thêm một cái kỹ năng nữa, đó là các bạn có thể là dựng hình nhanh theo cái phối cảnh của công trình dựa vào cái góc cái công cụ và mask photo của SketchUp. Có nghĩa là sao? Tức là mình có một cái hình như thế này và mình đưa vào thì mình sẽ dựng theo dựa theo góc nhìn này mình dựng luôn.
cái công trình. Như vậy thì tốc độ sẽ rất là nhanh. Thì thao tác của nó thì cũng đơn giản thôi các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ tạo một cái dự án mới ở trong cái phần mềm SketchUp của chúng ta. Thì sau khi mà các bạn vào trong cái dự án mới, chúng ta tạo ra dự án mới xong, thì các bạn sẽ vào trong cái menu file và chúng ta sẽ chọn là import nha các bạn. Như ở đây mình vào menu file và mình sẽ chọn là import. Thì đối với import như thế này thì mình sẽ chọn cái hình mình muốn phát triển. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn chọn cái phương án này và chúng ta sẽ chọn là new mask photo nhé. Và chúng ta sẽ bấm là import. Thì sau khi chúng ta đưa vào trong import thì nếu như bạn nào chưa làm cái chế độ mask photo này thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn. Chế độ mask photo này nó sẽ tạo ra một cái view nhìn. Nó có hai cái điểm tụ như thế này về cái điểm tụ phối cảnh, và chúng ta sẽ khớp nối điểm tụ của SketchUp với điểm tụ của cái hình ảnh thông qua bốn cái trục xanh lá cây và đỏ như này. Thì cứ hai cặp này nó sẽ định vị một điểm. Hai cái cặp này ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái đường của cái diện bên này, chúng ta sẽ tạo ra xác định điểm tụ. Ví dụ như bây giờ đối với trục xanh lá này thì nét đầu tiên mình sẽ dựa vào nó là cái nét đỉnh này. Ví dụ như mình chỉnh, chỉ cần các bạn chỉ cần chỉnh hai cái đầu nút của cái đường xanh lá này về cái cạnh này. Sau đó thì mình cần thêm một cái cạnh thứ hai nữa. Ví dụ như ở đây mình sẽ lấy cái cạnh ban công dưới này mình làm. Đó, ví dụ đây, từ đây mình thả cái cạnh ban công nó qua đây chẳng hạn, như thế nhá. Thì hai cái đường này nó sẽ cho mình một cái điểm tụ, vị trí của cái điểm tụ màu xanh lá ở cái phía này. Tương tự như vậy đối với lại cái đường màu đỏ. Đường màu đỏ thì mình cũng ở cái diện mặt phẳng bên này thì mình sẽ lợi dụng cái đường này là cái đường đầu tiên. Và cái đường thứ hai thì mình sẽ sử dụng một cái đường, ví dụ như bây giờ mình sử dụng cái đường ở trên này là mình làm đường này ngay cái chỗ này. Đó. Thì như vậy cứ hai cái đường này, tức là hai cái cạnh này là mình biết chắc là nó song song với nhau thì nó sẽ xác định được cái điểm tụ màu đỏ bên này. Sau khi mà các bạn đã xác định được cái điểm này rồi ấy, thì các bạn sẽ có thêm một cái công cụ nữa, đó là cái công cụ Mask Photo ở bên tay phải màn hình của các bạn. Và chúng ta sẽ chỉnh cái lưới. Thì ví dụ như là mình chỉnh cái lưới ở bên cái công cụ Mask Photo bên này là chỉnh là 2007, tại vì mình mong muốn là cái cao độ của một cái lưới này, bây giờ khi mà mình chỉnh trong cái phần lưới của bên Mask Photo đó, nó cao 2m7, có nghĩa là sao? Giữa hai cái tia này, một cái grid này nó là 2m7 chiều cao và 2m7 chiều ngang. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái trục, mình sẽ bấm vào điểm màu tròn này, mình màu vàng này, mình sẽ đưa cái trục này về cái góc tọa độ chuẩn của cái ông công trình. Và sau đó thì mình sẽ dùng, mình để cái con chuột vào trong cái trục màu xanh dương này. Nó sẽ có hai mũi tên lên và xuống, các bạn thấy trên đầu chỗ chuột mình. Bắt đầu mình sẽ trượt nó xuống. Đây. Mình sẽ trượt nó xuống đến khi nào mà mình thấy là cái đường lưới của mình, tức là một cái grid của mình, nó ăn vào đúng cái chiều cao cửa này. Ví dụ như thế này, bây giờ mình muốn là một cái lưới này là 2m7, mình để cái góc tọa độ vào đây, sau đó thì mình sẽ trượt cái thanh này xuống để mình sẽ cho cái lưới này nó ăn là đây, từ đây này mình xác định là cái đây là 2m7. Như vậy thì xong cái câu chuyện này là chúng ta xong. Chúng ta xong, chúng ta bấm, một là chúng ta bấm đơn ở bên tay phải này, hai là chúng ta sẽ bấm là chuột trái ra ngoài không gian để mình kết thúc cái câu chuyện là mình chỉnh lưới. Thế bây giờ mình sẽ có một cái lưới phối cảnh nó ngon lành như này, và khi các bạn quay sang góc nhìn khác thì nó sẽ mất, và chúng ta nó sẽ tạo ra một cái scene ở trên này để chúng ta đúng cái phối cảnh. Và trên cái góc nhìn phối cảnh này thì các bạn đầu tiên thì các bạn bây giờ sau khi có lưới rồi, bây giờ khỏe rồi, các bạn chỉ cần dựng ra đầu. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ dựng cái này ra theo cái mặt phẳng màu xanh lá tới đây là mình sẽ được một cái mặt bên này. Sau đó thì mình bắt đầu mình put nó sang bên này là mình được cái diện bên này. Sau đó thì tiếp tục là đối với lại những cái khối này thì mình tiếp tục là mình sẽ dựa vào cái hình này để mình dựng thôi. Vì tất cả mọi thứ bây giờ các bạn gần như là các bạn dựng lại theo cái hình phối cảnh này rất là nhanh. Ví dụ như mình put cái cục này vô đây. Đó. Rồi ví dụ như ở đây nó sẽ có một cái khối nữa, tức là một cái đường ngắt khối ở đây. Rồi sau đó thì mình sẽ push cái cục này vô đây chẳng hạn, như thế ha. Rồi cái khối này đâu, cái khối này thì mình cần nó push ra thêm đến đây, ví dụ ra đến đây. Và cái bên này thì mình mong muốn là theo cái này thì nó, cái cạnh của nó ở chỗ này, thì mình sẽ đẩy cái ông này vào lại đó.
Như vậy thì về mặt cơ bản là rất là nhanh chóng mình đã dựng được cái cục ở bên dưới này. Đây, nếu như mình xoay sang góc khác cho các bạn xem thì mình đã dựng được từ từ cái khu vực này đến khu vực này rồi. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ dựng tiếp cho những cái bộ phận này dựa theo cái chế độ là mask photo như này. Hoặc là phía sau này các bạn muốn là chúng ta theo đúng như thiết kế thì chúng ta sẽ có được một cái không gian mà nó lõm vào như thế này, chẳng hạn như thế ha, thì chúng ta sẽ có được một cái không gian như thế này. Rồi bên này nếu như các bạn có cửa, rồi bên này các bạn có cửa thì các bạn sẽ làm, hoặc là như cái chỗ này chúng ta cần một cái ban công thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ copy cái này ra đến đây. Rồi kế đến thì các bạn sẽ copy tiếp cái đường ở bên dưới này, các bạn copy lên đến đây một đường nha, đáy ban công nha, lên đây là một đường là cái thì ban công chúng ta sẽ push này ra cho nó vừa với lại cái mà chúng ta đang lựa chọn, thì chúng ta sẽ có được một cái góc, chúng ta sẽ có được một cái cấu trúc như thế này đó. Và chúng ta sẽ tinh chỉnh tiếp cứ như vậy như vậy. Ví dụ như bây giờ cái ban công này chúng ta nó mong muốn là nó chỉ cần tới đây thôi thì chúng ta lại copy cái đường này tới đây. Và trong cái quá trình các bạn làm như thế này thì các bạn cũng có thể là tinh chỉnh, ví dụ như cho kích thước nó chẵn lại. Đây là mình vẽ nhanh để chúng ta các bạn có thể xem được cái thao tác cụ thể như thế nào. Còn nếu như trong quá trình làm thì các bạn kết hợp với việc là các bạn tinh chỉnh được kích thước nó là 2 mét hay là 3 mét hay là 5 mét hay là bao nhiêu mét đó thì các bạn sẽ tinh chỉnh. Thì cứ như vậy thì các bạn làm thì chúng ta sẽ có được một cái mô hình như thế này. Đó, một cái mô hình, và chúng ta sẽ phối vật liệu tiếp tục. Dựa trên đấy thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần vật liệu, ví dụ như là bê tông rồi đá rồi gỗ rồi gỗ dọc gỗ ngang, và chúng ta sẽ diễn họa bao cảnh, và cuối cùng là chúng ta sẽ cần vào trong Enscape và chúng ta chỉ cần một vài cái thao tác cơ bản đối với lại Enscape thôi thì các bạn sẽ có ngay về ánh sáng, về cây cối, về bao cảnh, về vật thể, rồi chúng ta sẽ có ngay cái sản phẩm như này để chúng ta có thể là phát triển tiếp, chúng ta có thể ngắm nghía, chúng ta xem, chúng ta phát triển tiếp, hay là thậm chí chúng ta xuất những góc nhìn từ cái này ra rất là nhanh chóng. Thì cái câu chuyện ở đây đó là cái câu chuyện mình muốn trao đổi với bạn là dựa trên những cái kỹ năng hết sức cơ bản. Các cái bước ở đây thì toàn là những cái bước mà kỹ năng cơ bản hầu như anh em nào kỹ sư nào cũng đều nắm bắt được một cách dễ dàng, thì chúng ta có thể là phối hợp lại thành một cái quy trình, một cái cuộc flow cho cái công việc của chúng ta từ từ cái bước mà chúng ta sketch sơ phát đến cái bước tạo ra cái sản phẩm cuối cùng. Thì cái vòng lặp như thế này mình nghĩ thì nó là một cái vòng lặp hết sức là cơ bản và đơn giản, và mình muốn trao đổi với các bạn để chúng ta có thêm những cái công cụ, chúng ta có thêm những góc nhìn, chúng ta có thêm những cái sự tận dụng sức mạnh của những nền tảng này đến kia để phát triển phương án chúng ta nó tốt hơn nha các bạn. Và cái nội dung của mình thì cũng xin phép được kết thúc ở đây. Hy vọng những cái trao đổi của mình với sẽ làm tạo nên cái hứng thú cho các bạn. Và nếu như các bạn có những cái workflow, những cái quy trình công việc nào hay ho hơn thì các bạn, hoặc là hấp dẫn hơn, các bạn cũng có thể là chia sẻ với mình. Các bạn có thể là chia sẻ bằng clip, các bạn có thể chia sẻ bằng tin nhắn, bằng comment, và nếu như hoặc là email cũng được. Nếu như mà mình cũng có thể là hỗ trợ các bạn chia sẻ, làm những cái clip chia sẻ những cái workflow của bạn đến với mọi người để cho cộng đồng công việc chúng ta nó có nhiều công cụ và phát triển ra nhiều cái phương án tốt đẹp hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip chia sẻ sau nha.